Đài truyền hình Việt Nam trộm những mỹ nhân, nam thần từng một lần đò. Sự nghiệp ngày càng thăng hạng. Huyền Ly Di vác con về nhà bố mẹ đẻ vào 27 Tết. Hai bàn tay trắng tự tậu nhà xịn xế sang. Rất là trau chuốt cho cái hình ảnh của mình. Thì mình cũng sẽ nhận được rất là nhiều những cái hợp đồng quảng cáo hơn. Gương mặt của Huyền phù hợp hơn. Cuộc đời này là màu hồng. Mẹ nói lúc con ra đời, mỉm cười là điều tuyệt vời. Mẹ nói lúc con lên nắng. Thanh Sơn vì không thể lo cho vợ con mà phải chia lìa. Có biết đâu, đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng. Trong vài năm trở lại đây, phim Việt phát triển bùng nổ nên nhiều diễn viên cũng được đá lên như diều gặp gió, đặc biệt là những người được chọn mặt gửi vàng giao cho những vai chính. Có một điểm trùng hợp là rất nhiều nam thần màn ảnh Đài truyền hình Việt Nam tỏa sáng thời gian gần đây đều đã một lần đò. Hay nói cách khác là hễ cứ đổ vỡ là lại phất lên, có vai diễn phủ sóng rộng khắp, trở nên đắt sâu quảng cáo hơn hẳn. Nữ diễn viên đang hot dần dần thời gian này phải kể đến Huyền Ly Di. Cô đang đóng một vai cực nặng ký, đó là Dương trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Ai cũng phải công nhận nhân vật này nhiều cung bậc cảm xúc, các biến cố xảy đến dồn dập. Nữ diễn viên đã thể hiện rất tốt. Có lẽ vì ngoài đời cũng đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống nên Huyền Ly Di có nhiều chất liệu cuộc sống để đưa vào phim, khiến nhân vật của cô trở nên đời hơn. Trước đây, nữ diễn viên sinh năm 1990 nổi tiếng từ bộ thứ 10 A8. Sự nghiệp cứ thế phát triển nhưng bất ngờ tạm ngưng sự nghiệp lên xe hoa đi lấy chồng. Tuy nhiên sau 5 năm cô thông báo ly hôn, mang con về nhà bố mẹ đẻ vào ngày 27 Tết, quyết định làm mẹ đơn thân. Sau cú sốc ly hôn, Huyền Ly Di nhanh chóng vực lại tinh thần và hoạt động mạnh mẽ trở lại. Cô liên tục góp mặt trong các bộ phim Giờ Vàng và tên tuổi phủ sóng rộng khắp. Hiện nữ diễn viên đã tự mua được nhà, xe tiền tỷ và còn kinh doanh nữa. Lương Thu Trang cũng là mỹ nhân xinh đẹp và giỏi giang của màn ảnh Việt. Đời tư của cô được giấu kín trước truyền thông. Nữ diễn viên chỉ từng chia sẻ đã ly hôn cách đây 5 năm. Khi làm mẹ đơn thân, Lương Thu Trang liên tục góp mặt trong phim của Đài truyền hình Việt Nam với nhiều vai nữ chính nặng ký. Những bộ phim làm nên tên tuổi của Lương Thu Trang phải kể đến Những Cô Gái Trong Thành Phố, Mùa Xuân Ở Lại, Hướng Dương Ngược Nắng, Đấu Trí, Mặt Nạ Gương. Người đẹp sinh năm 1990 khẳng định cô đã tự chủ về mặt tài chính sau ly hôn nhờ hoạt động kinh doanh lẫn nghệ thuật. Nói về chuyện bước thêm bước nữa, Thu Trang tâm sự cô sợ đi đến cuộc sống hôn nhân vì ảnh hưởng của những đổ vỡ trước đó. Ở Đài truyền hình Việt Nam có truyền thống lập gia đình sớm, 8X có Hồng Đăng, Mạnh Trường hay Việt Anh cũng đều ngoài 20 là cưới. Thế hệ 9X có Thanh Sơn cưới từ khi mới ra trường. Thế nhưng cuộc hôn nhân của anh cũng không được lâu. Khi vừa vào nghề, còn non trẻ, áp lực kinh tế không lo được chu toàn cho gia đình dẫn đến những xích mích và đổ vỡ. Thời điểm ly hôn, con gái còn nhỏ nên ở với mẹ, Thanh Sơn có trách nhiệm chu cấp. Hậu đổ vỡ hôn nhân, Thanh Sơn liên tục trúng những vai nam chính phim Giờ Vàng ở Đài truyền hình Việt Nam, xuất hiện trong phim Đấu Trí, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình, anh đóng cặp với toàn mỹ nhân. Xuất hiện liên tục trên sóng Giờ Vàng giúp hình ảnh của Thanh Sơn được lan tỏa rộng khắp, vì thế mà anh cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, cũng tự mua được một căn nhà mới. Không những có của, Thanh Sơn còn nhận được chiếc cúp danh giá cánh diều vàng mà diễn viên nào cũng mong muốn có được trong sự nghiệp diễn xuất. Chúc cho những ngôi sao màn ảnh nhỏ sẽ ngày càng tỏa sáng và tìm được một bến đỗ hậu phương vững chắc để yên tâm làm nghề.